bạn thân mến, chuyện vùng cao và em Chao Vlog cũng như là em Tuân Đá Tai Mèo ngày hôm nay đang có mặt tại con đường Hấu Chua. Và mục đích hôm nay. Và ngày hôm nay quay trở lại Hấu Chua để lên dự nhà mới của anh Dế. Em Dế nhá, Dế sinh năm 92 thôi. Là em Dế. Thấy anh Hân cứ gọi Dế bằng anh. Dế trông có vẻ hơi dừ nhưng mà sinh năm 92 thôi. Thì ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt khi mà 13 hộ dân cùng cha làm đường, thì nhà của Dế là ngôi nhà đầu tiên được bê tông hóa ở trên ngôi làng Hấu Chua này. Thực ra là cũng rất là mừng cho Dế, bởi vì là khi mà có đường xong thì vận chuyển vật liệu nó dễ dàng. Với cả thứ hai là khi mà nghe tin có đường, có làm nhà thì vợ Dế cũng đã quay trở về với Dế và các con, là một điều rất là tuyệt vời. Thì ngày hôm nay tất cả anh em ở đây có mặt ở đây để cùng nhau sẽ lên chung vui với gia đình Dế. Bây giờ thì cũng lâu lắm rồi Chao mới đi lại con đường này, bây giờ bắt đầu thở bằng tai rồi này. Ở dưới có một cậu em đang chờ đón này. Hùng ơi, lên. Lên đây Hùng ơi. Lên đi. Em cứ trốn đây. Chắc mình phải đi lên trước để khảo sát qua tình hình như là tức là làm đến đâu rồi. Lên đầu trên không có đà. Có xe lên được mà. Không còn đấy. Không thấy ai xuống đó nữa à? Bây giờ mọi người cứ đi bộ đi, em đếm ra nó, người đang bận làm việc mà. Đang lợp mái đúng không? Đúng rồi. Sắp xong chưa? Sắp cất nóc chưa? Em không rõ nhưng mà thấy kẹt. Lâu không? Không đi đường này nó mệt quá. Thế là mọi người thì hai anh em sao đi, em không rõ. Em mới lên trước đi. Vừa rồi thì Chao được em Hùng đón lên trên đấy trước rồi. Còn bây giờ thì là chuyện vùng cao với lại em Tuân Đá Tai Mèo, hai anh em sẽ túc tắc đi bộ, đi dần dần lên để em Hùng em đón. Bởi vì là hiện nay ở trên Hấu Chua ấy thì bà con đang tập trung giúp nhà Dế. Wow, đang lâu không trở lại con đường này cũng nhiều kỷ niệm ấy. 3 tháng rong ruổi cùng anh Chao ở đây. Hy vọng là sẽ có anh em xuống đón mình. Xính ơi! Cho ơi! Phải xính không? Cho Mì ơi! Mọi người đang tập trung để giúp nhà Dế cất nóc. Như mọi người biết ấy, thì người dân tộc Mông khi làm nhà hoàn thiện ngôi nóc thì coi như đã có nhà mới rồi. Ôi, đi một lúc nóng luôn anh ạ. Leo này nó dốc, nó hơi tức ấy. Anh nhớ chuyến đầu tiên lên đây thì anh gặp đây rồi. Bà của Cho. Chào Xính nhá. Ừ. Xin chào. Xin chào Xính. Em đón anh Tuân hay đón anh? Hả? Nhưng mà em đón anh Tuân trước hay đón anh trước? Cho anh Hân trước. Anh Hân trước nhá. Cho Tuân đi sau rồi ạ. Okay. Đấy, em Xính xuống đón rồi. Ôi. À, tao lỏ nào. Đây, em này xuống đón Tuân à? Vẫn là cái cung đường Hấu Chua huyền thoại mọi người ạ. Đường hơi trơn đấy nhở? Mưa này là hơi trơn. Mọi người đi lại cứ phải cẩn thận. Mọi người làm đến đâu rồi hả Xính? Dạ. Mọi người làm nhà đến đâu rồi, lợp nóc đến đâu rồi? Nhà của em, nhà anh Dế. Anh Dế? Sắp xong rồi. Xong rồi đúng không? Xong một cái là ăn cơm luôn. Dạ. Chào lên trước và đã đến đây rồi. Đang đợi ai nữa? Em đang ngắm lại thôi. Ngắm lại rồi. Đang hồi tưởng lại đúng không? Tất cả những hình ảnh từ khu nó đang hiện ra trong mắt. Còn nhớ là khu này phía trước đây là từng làm gì không? Bếp. Ừ, khu bếp à? Bây giờ em văng vẳng trong đầu tiếng máy khoan đấy. Áo ảnh máy nổ máy khoan. Tiếng máy khoan, tiếng máy
nghiền đá. Nói chung là 3 tháng dòng dã, nếu mà con hồ chua rồi lâu lâu quay lại thôi, nhưng mà rất nhiều những cái cảm xúc. Văng vẳng tiếng máy khoan, đặc biệt là tiếng máy khoan máy nổ đúng không? Xong rồi là những câu chuyện là máy nổ hỏng rồi hết nước rồi đủ thứ những chuyện này. Thì là một quãng thời gian là mình như kiểu là bị áp lực luôn ấy, bị ám ảnh luôn ấy, là kiểu quá nhiều những cái phát sinh ấy, quá nhiều cái vấn đề khi mà làm cái con đường. Kiểu đấy nó dạng là mình tập trung vào nó quá nên là nó in sâu ở trong cái tâm trí mình ấy. Bản thân mình là mình muốn là làm thật nhanh để có thể giải phóng cho bà con đi công ty, nhưng mà cuối cùng là bà con không đi công ty mà ở lại sửa nhà hết, thậm chí là còn xây cả nhà mới đấy. Nhưng mà dù sao thì cũng mọi thứ nó cũng vẫn là những cái điều tích cực thôi. Tuần này rồi. Anh Tuấn anh cứ lái luôn. Tôi nói ngồi sau người khác luôn đó. Anh không lái là bốc đầu ấy. Tuấn không lái bốc đầu thật. Đi một đoạn lên này. Đấy, hôm nay sương mù đi một đoạn lên này, cái tóc này bám đầy sương này. Ra bà nhá. Nó bắt hao à? Bà lại đau đầu á? Ừ. Ô, đau đầu thì đi vào nhà đi. Ở đây sương lạnh như này là đau đấy. Mà không tiêu tiêu à? À. Một chỉ tàu kê. Đau cả chân nữa. Không đi được. Không đi được thì đi vào nhà đi bà. Đã một tuần rồi, một chợ rồi. Bà bảo là vừa đến à? Rồi, suốt ngày đau ốm thế thôi, đáng yêu quá. Chào con nha. Bây giờ này mọi người đang đến khá là đông này. Ai à? Hai vợ chồng chắc vừa đi đâu vậy à? Vợ chồng nô dí. Nô. Ôi giời ơi, ai đây? Về lâu chưa? Được 2 tuần rồi à? Đi về không? Đi chưa về. Đi đang ở công ty à? Đi ở công ty. Đây là em Mai, vợ của Ly. Rất là khỏe luôn. Nguyên một cái bàn inox dày cộp. Đường lên nhà anh Dế đây mọi người. Đó. Đây là đường lên nhà Dế. Ngày hôm nay thì trời mưa bẩn mọi người ạ. Đấy, đường nhớ nhại dính sình lầy khá là nhiều. Các bạn thân mến, phía sau này thì mọi người đang hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng của phía nóc nhà của nhà anh Dế mọi người nhé. Đấy, về cái phong tục của người dân tộc Mông ấy, thì sau khi hoàn thiện những cái mảnh ghép cuối cùng của cái nóc nhà, giống như là cất nóc của đồng bào ở dưới xuôi ấy, thì chính thức là vào nhà mới. Phía trên này thì em Sử đang gia cố cái tấm lợp cho nó chắc mọi người ạ. Nó bị kênh em sao hả Sử? À, cứng quá. Đấy, để đóng được cái đinh này ở phía cái đầu hiên này thì phải có cái sự hỗ trợ từ người thứ hai mình ạ. Đấy, bên dưới này có một anh này phải lấy cái cây để chống vào cái thanh xà ở dưới để làm điểm tì để đóng cái đinh vào nha mọi người nhé. Hello em. Em bên trong bếp ra. Đây là em Caramel của em Long bên kênh Cao Nguyên Đá. Ngày hôm nay thì lên trên hấu chua thì cũng
có khá nhiều kênh mọi người ạ. Đấy, có em Long này, em Hùng, mèo vạc. Và đặc biệt là em Trao. Hôm nay thì di chuyển cùng với lại chuyện vùng cao thì em Trao di chuyển từ Đồng Văn sang. Sáng nay thì mấy anh em di chuyển từ bên Đồng Văn sang mọi người ạ. Đấy, đến đây thì cũng khá là sớm. Thôi anh Dế lại đi lấy cái gì nữa? Lấy bể để đi đổi rượu. À lấy cái này đi đựng rượu à? Đó, em làm một cái nhà thì nó có người nó giao về giúp em một người giúp em một ca 20 lít rượu. À có nghĩa là bây giờ mình mang đi để đựng cái rượu mà người ta mang đến để ủng hộ mình để làm cố đúng không? Đúng rồi. À vâng. Vâng, em chào chị nhá. Chào anh nhá. Wow, đây là món gì đây anh? Món lòng. Lòng. Lòng lòng già, lòng non và tim gan xào với lại hành tây mọi người ạ. Ngon nhá, chú nhá. Cái món này chú làm à? Chú bán là cho nóng à. À. Ngon lắm nhá, chú nhá. Chút nữa thì sẽ mời mọi người thưởng thức cái món là anh chào em nhá. Thưởng thức món lòng kia. Bên này cũng đang chuẩn bị rất nhiều món đây mọi người ạ. À dạ. Đặc biệt là có cả hạt hướng dương này mọi người nhé. Đây có thể nói là một cái món tráng miệng. Ôi giời, xính à. Chào xính nhá. Chào chú nhá. Chào các bà nhá. Chào anh nha. Ôi em chào anh. Đấy. À đây là em Long, kênh Cao Nguyên Đá. Và ngày hôm nay thì lên với lại Hấu Chua để mừng với lại nhà anh Dế. Thì có rất nhiều những cái YouTuber. Có em Long này. Thì mọi người đã biết em Long rồi. Em Long gắn liền với lại phim trường Hấu Chua, với lại những hình ảnh về nấu nướng hỗ trợ bà con khi làm đường đúng không? Với đặc biệt là kênh Trao Vlog. Thì Trao Vlog thì cũng đến đây rồi. Sáng nay thì chuyển vùng cao cũng như là em Trao Vlog di chuyển khá là sớm từ bên Đồng Văn sang. À đấy, mình hiện tại là mới được gặp được anh Hân chuyển vùng cao, còn bạn Trao thì chưa gặp, vì từ sáng lên đây thì chia sẻ với các bác là hậu trường của ngày hôm nay là như thế nào. Bà con chuẩn bị cơm giúp tặng nhà máy em Dế tân gia các bác ạ. Rất là vui khi Hấu Chua lại có những cái ngày vui như này, cũng như là được đón anh Hân chuyển vùng cao và bạn Trao Vlog lên đây. Sáng là em lên sớm à? Vâng em lên sớm. Nên sáng nay là không, anh vừa rồi chỉ biết là cái món lòng xào hành tây thôi. Đấy, với lại mấy rất, món vừa đây này. Bên này có rất nhiều món, nhưng cái món chính thì gần như là xong hết rồi, đã chuyển sang bên nhà. À, chuyển sang bên nhà rồi đúng không? Thế bây giờ anh em mình qua bên đấy nhỉ? Có một điều đặc biệt, mọi người thấy nhé. Vừa lợp máy nha, nhưng mà ngày hôm đấy là cũng chọn là ngày tân gia luôn. Đúng rồi, cái phong tục của người dân tộc Mông là khi mà những cái mảnh ghép cuối cùng của cái mái nhà hoàn thiện thì là cũng là cái ngày mà vào tân gia, vào nhà mới đúng không? Có thể nói vui, ví dụ trên thì lợp mái mà dưới thì tân gia đấy. Vừa nói là bên kia nhà mới. Vâng, nấu cơm ở đây đúng không chú? Còn vâng, nấu cơm ở bên nhà lúa. Nhà lúa ở đây. Vâng, đây nhà lúa đây. Nhà, còn nhà bà. Vâng. Đây là nhà của mẹ. Bà. À, bây giờ là mình di chuyển sang bên nhà mới đi nhờ. Để xem mâm cỗ là bày đến đâu rồi. Đây bây giờ thì là được gặp lại anh Vừ. Đấy, anh Vừ là thợ đã thi công nhà của anh Dế đúng không anh? Đấy, chuyến trước lên thì là chia sẻ đến mọi người ấy, thì gặp anh Vừ khi đấy mà nhà anh Dế chỉ mới hoàn thiện xong mỗi cái móng nhà. Vâng. Cũng rất lâu rồi. Đã là hoàn thành cái nhà này rồi mới lại gần. Theo em nghĩ là không lâu đâu. Bởi vì là cái thời điểm em lên đây là cũng được có 2 tuần. Tính cả làm đấy thì khoảng 1 tháng rồi. Có nghĩa là từ khi bắt đầu làm đến ngày hôm nay là khoảng 1 tháng. Thế là nhanh nhá.
chậm anh. Không theo em nghĩ bởi vì là cái ở trên này, trên chỗ nhà dế đây thì là cái việc vận chuyển vật liệu này, rồi là tập kết vật liệu, sát bột các thứ thì nó khá tốn thời gian, nhất là gạch đúng không anh? Gạch cũng không phải là nhất nhưng mà cái nền nhà là nhất. Cái nền nhà là khó nhất anh? Khó nhất. À. Bởi vì quần đá thôi, phải đọc nó bàn xong rồi mới làm được. Nghĩa là để mà làm được nhà dế thì cái công đoạn khó nhất là nền nhà. Tạo cái nền nhà. Vì cái nền nhà nó quần đá. Toàn đá là phải đập đi để bằng và làm. Còn gạch thì là bình thường, theo các anh bình thường, nhưng mà với em nghĩ thì là cũng khá là khó khăn đấy. Bởi vì là gạch là phải chuyển từ dưới đường to lên. Chuyển thì di chuyển thì bằng xe máy chuyển, nhưng mà làm cái nền nhà này thì phải là sức làm hơn. À, có nghĩa là hai bàn tay làm nó mới được. Chuyển gạch thì là xe máy chuyển lên, nhưng mà để mà có được cái nền nhà thì rất tốn nhất rất nhiều công sức đúng không? Gạch thì là chuyển lên, đá thì phải đập. Đá với nền nhà thì như nhau. Anh vừa là ở bên hấu chua bên kia anh nhỉ? Vâng. Có dịp thì em sẽ sang thăm nhà nhé. Vâng. Vâng. Em mời anh để cho về số cùng anh Châu Lâu, anh Châu mổ mông. À, ngồi cùng mâm mấy anh em đúng không? Vâng. Vâng. Thì bây giờ là nhà hoàn thiện rồi. Đúng. Đấy, và ngày hôm nay thì đến dự với lại nhà anh Dế thì cũng rất nhiều bà con mọi người ạ. Đấy, không chỉ riêng bà con đang hố chua đâu mà còn có anh em họ hàng này, rồi là những người thân, người quen ở những cái vùng lân cận đến dự đấy nhở. Đúng rồi ạ. Đấy, nay đến là đông đấy nhà anh nhở. Có vẫn đông nữa. Đông nữa, vẫn là chưa đến hết đúng không? Vẫn chưa đến. Vâng. Vẫn còn một nửa nữa. Đấy, hôm nay là rất là vui đúng không? Rất là vui cho nhà em. Dạ. Thế suốt cái quá trình làm nhà thì có cái vấn đề gì nó khó khăn không? Có. Để làm một cái ngôi nhà trên hố chua này như vừa rồi anh vừa anh nói thì có rất nhiều thứ nó khó khăn rồi ạ. Đấy, so với lại đồng bằng những khu vực vùng chúng ấy thì cái việc xây nhà trên hố chua này có thể nói là một cái thử thách. À, chúc mừng anh nhá, chúc mừng anh Dế nhá. Đấy. Anh số này cùng anh Châu ngồi bù bông. Vâng. Vâng, đây em ra chú chào. Đấy, anh cứ đi ra trước cho em ra. Anh đi ra cho em ra luôn. Anh đi ra đây cho em ra luôn. Vâng. Vâng. Đến bữa ăn cơm gia của nhà Dế ngày hôm nay có gì? Đây xin mời mọi người nhá. Chúng ta sẽ giới thiệu mọi người một bữa ăn, có thể nói là bữa cố khá là giản dị. Có đây món chân giò hầm khoai tây mọi người nhá, cà vỏ có thể là vỏ nó nhiều chất dinh dưỡng. Và đây là món lòng với lại gan xào với lại hành tây. Đây là món thịt lợn xào. À đây. Và gà thì là gà được nướng lên mọi người nhá. Nướng. Bữa ăn có thể nói là nó là đơn sơ. Cái tiệc khá là đơn sơ một cái thực tân gia. Bây giờ trường cao như là mấy anh em trao em mừng và hợp giới trường cao các mọi người nhá.